Trời ơi ca sĩ rồi ơi. Trời ơi. Trời ơi ca sĩ mặc gì mang dài vô đứng hát kìa ông ơi. Á trời ơi trời gì tóc váy dữ vậy trời. I don't know. Trời. I don't know. You don't know who know. Trời ơi. Trời giống ca sĩ chưa? Quá đẹp luôn cô chủ ơi. Nhẹ nhẹ tóc đất rất kỳ không? Kỳ không? Con đứng từ từ thôi chứ nó còn tóc tóc váy cô chú thấy hết. Bây giờ con hát, bây giờ con hát I can show you the world đi. Gì con? I can show you the world đi. Trời ơi ca sĩ. Trời ơi ca sĩ hát bài mùa đông không lạnh hả ca sĩ? Đừng có tóc váy mà cháy. À biết rồi đẹp lắm. Trời ơi nó mà kêu nó vô nó lấy đồ mặc là toàn lấy đầm đầm nó mặc không nghe cô chú nha. Nó điệu giả mang thì chứ kêu nó lấy đồ mặc là nó vô nó bước cái đầm vô mặt. Mẹ nó là chị đại bấy nhiêu là nó là bánh bèo bấy nhiêu luôn á cô chú. Ê, trời mở cửa ra làm chi vậy? I don't like mommy. I don't like mommy. Chết cha. Tự nhiên nó I don't like mommy. Con hát thì con hát thôi chứ tại sao con hát I don't like mommy là con thích mẹ hả? I can show you the world. That's not my turn. No. Shiny, I, shimmery. I'm I don't know. I just push. I just do this. Mệt chưa? Sao nó có nhiều sức dữ trời. Trời ơi. Hả? Ủa? Mosquito bay vô đâu? Xạo không mà nó nói mẹ mẹ mũi cắn con không sợ mũi đâu cắn? Thì mũi cắn ở bụng với lại cái đầu hả? Xạo không à? Trời được cái mũi cắn đó nữa. Dạ mẹ ơi nữa. Thôi xạo quá. Thôi chay à. Nhớ mẹ nói làm sao. Cái đó là chỉ có ai thấy thôi. À không có được cho người ngoài thấy nghe chưa. À, trời bây giờ đứng lên cái ghế là té nghe. Rồi ngồi hát đây rồi. Chéo qua chân qua hát đi con, ngồi chéo qua chân qua hát đi. Kỳ lại con cháy làm gì đó kì. À mẹ cảm ơn con. Ôi trời ơi gọi cho mẹ tiền á hả? Cảm ơn nha. Cái này là 5 sen đó. Không, mẹ thích mang dài kệ mẹ đi. Con tại sao con không cởi giày ra con kêu mẹ cởi. Trời ơi. Đó. Okay,
ơi trời, nó nói mẹ muốn nhảy với con không? Mẹ mà nhảy là sập sàn đó. I can show you the world. Con hát bài gì vậy? Trời ơi trời. Trời. Con hát bài gì tôi không biết cái bài đó bài gì luôn á. Hả? Lucky đâu? Lucky right there. À, hi Lucky. Ồ, oh, Lucky là buddy của con à? Trời ơi, nó nói Lucky là bạn thân. Ờ, we are family hả con? À, mình là gia đình. Trời ơi trời. Ừ. Mệt chưa? Mấy tối nào nó cũng ngủ một cái giấc mà nó ngủ từ nó nhắm mắt rồi là nó ngủ cho tới sáng luôn. Nó không dậy nửa đêm nha cô chú nha. Nó ngủ cho tới 12 giờ trưa luôn. Mà khi nào mà nó muốn sữa là nó khiều khiều mình, nó nói sơ 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 sơ. Nó nói vậy đó. Sơ 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 sơ. Hả con? Sơ 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 sơ. Mà ngộ nha, có con rồi nha, chỉ cần nghe cái hơi vậy thôi là tự nhiên cái đầu giật động giật mình vậy à. Just have them like this, mommy. Just like this. À, vuốt chai rất kỳ vậy ha con. Just job, mommy. Ừ, mẹ cảm ơn con nha. Ghê chưa? Trời ơi cô chú mình hay. Lucky quá luôn, coi nó nhảy quá trời coi luôn. Thôi 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 đừng có vũ vũ vậy. Trời ơi trời. Nó nói Lucky ơi, đi xuống ghê chị, nhảy xuống đi chứ đừng có đứng ở trên cái bàn, nó nguy hiểm lắm. Nó kêu Lucky là buddy của nó, buddy có nghĩa là giống như là người bạn thân rồi vậy đó cô chú. Hey buddy. Ê, đừng ngồi lên máy tính. Chơi đi, kêu Lucky đừng ngồi lên máy tính của mẹ, mẹ đang làm video chơi. Đang quán. Đó, nó cắn cho bây giờ. Rồi Lucky làm hư cái gì của tôi đây nè, đó, thấy chưa? Bởi vì khổ Lucky chưa, vậy hà. Kỳ này nó kỳ ghê luôn á. What about the JD, look. You're missing the horses and Olaf's. Ôi ôi nó ngồi cái chơi kìa cô chú kìa. The horses and Olaf's. Those go with those. Sheep. Those? Mm. Or those? Yeah, you gotta bring the Olaf's. Con phải đem Olaf lại chứ. Right here. Quá trời, hai con heo xài, heo xài giống nhau. Hai heo xài này nó giống nhau. Xin lỗi. Don't touch it, mommy. Xin lỗi. Don't touch it. Con đang làm gì con? Don't touch it. Xin lỗi. Con nói mẹ ơi đừng đụng. Mẹ ơi. Con đang xếp. Đúng rồi. Christopher. Mẹ nói Christopher không? Bây giờ nói lại nè, con nói lại cho mẹ nghe coi. Lớn lên. Christopher. Ok, Christopher. 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 Rồi, cái ông này tên gì ạ? Mày làm đổ của con hả? Yeah. Rồi, ông này là ai đấy? Ông này là ai đấy? Christopher. Ông đó tên gì? Just like the movie, the đúng rồi, biết, mẹ biết là giống như trên phim rồi. Nhưng mà ông này là ông gì đây? Con nói đi, ông vua. Cái này là ba của Elsa, của Anna luôn. Mommy. Còn cái này là mẹ của Elsa với Anna. Mommy, còn cái này là mẹ của Jessica Huygens. Mommy, có hai Elsa luôn á, mà Elsa nào? Rồi. Elsa nào là Elsa 2? Which one? This one. Frozen 2 đâu? This one. Frozen 2 đâu? Cho mẹ coi. This one is Elsa. Ừ, tất cả Elsa Frozen luôn á. Yeah. Mommy, he's so fast.
Mà sao con có hai con lại con cho mẹ con đi? How? Sao vậy? Because I got decoration. À, con phải trang trí hả? Yeah, don't touch it. Ừ, mẹ đâu có cà đụng vô đâu con. Con nó chê chê mẹ mệt, con nói tiếng Anh mẹ mệt quá. I want Vietnamese in this house, please. Ok? Yeah, mẹ ơi. Đúng rồi. Đừng đụng mẹ ơi. Đúng rồi. Con đang trang trí. Đúng rồi. Mommy, don't touch it. Đó, Vietnamese. Vietnamese, JD. Mẹ ơi đừng đụng. Đúng. Vietnamese. Đừng đụng. Đúng rồi. Con đang chơi. Đẹp không con? Dạ mẹ ơi. Dạ đẹp. Dạ đẹp. Ờ dạ mẹ ơi dạ. I can't handle that. Vietnamese. I can't handle that. Oh, that's not Vietnamese. Mom, I can't handle that castle. Vietnamese. Mẹ ơi, con muốn xây lâu đài. Con muốn xây lâu đài. Lâu đài gì? Lâu đài gì? Lâu đài tình ái. Lâu đài tình ái. I want to do Elsa. Vietnamese. Mẹ ơi, to Elsa mẹ ơi. Cái này là cây đũa phép thuật. Cây đũa phép thuật. Phép thuật. Đúng, phép thuật. Trác thuật. Oh, trác thuật là gì? Phép. Phép. Thuộc. Thuộc. Rồi, nó nói không được tiếng Việt là cô chú ơi, chết rồi cô chú ơi. Nó coi iPad, idol toàn tiếng Anh không mà biểu. Rồi ba nó tiếng Anh không mà biểu. Chết luôn cô chú ơi. Hỏi chi ba nó mà nói tiếng Việt á. Thì nó có tiếng Việt nó còn hơi đỡ. Dơ dân chút mới chứ còn. Phép thuật là gì? Phép. Chay làm phép thuật. Vietnamese. Mẹ ơi, you are Anna, mom. Ô mẹ là Anna hả? Yeah. Con đang làm gì vậy? You are Elsa, mom. Con làm cho mẹ thành Elsa hả? Yeah, and Anna. Con nói mẹ ơi, con làm phép thuật. Em làm phép thuật. Đúng rồi. Why I turn house and frozen? Mẹ ơi, turn house and frozen. Mẹ ơi, con biến nhà mình thành nhà đông đá. Đúng rồi. Con biến nhà mình thành là con nói đây 1 2 3 làm phép thuật. Vietnamese. My house is frozen. Ai mẹ ơi nhà con đông đá rồi. Đông đá có lạnh không? Dạ không. Không lạnh hả? It's like ice skating. À chỉ giống như là nhập bằng cái gì đó, cái trượt băng thôi phải không? Con làm cho mẹ đông đá đi, con làm cho mẹ đông đá đi. Con làm cho mẹ đông đá. Con nói hô, đây chơi nói này chơi. 1 2 3 hô biến. Hô, chơi. Say hô biến. Hô biến. Hô đúng rồi, hô biến. Hô biến. Vietnamese. Mẹ ơi, con nằm trong cái vali. Đúng rồi. Nằm ngồi khép cái chân lại, đang quay video. Mặc đầm, mặc váy là phải khép cái chân lại. Trang kỳ ghê á. Mẹ ơi, sao? Mẹ ơi hồ biến. Hồ biến. I turned to ice, mommy. I turned to Vietnamese. Mẹ ơi, you turned to ice, mẹ ơi. Mẹ ơi, con đông đá. Con đông đá. Con đông đá. Con đông đá mẹ. Con đông đá mẹ luôn hả? Mà mẹ cứng nhắc thì sao? Rồi cứng nhắc là không có di chuyển được rồi. Để bà bí bụ. Mà trốn lên mà chưa ice. Rồi mày di chuyển được chưa? Dạ không. Dạ không luôn, ngồi im nha. Có được nói chuyện không? Dạ không. Không được nói chuyện luôn hả?
Hồ biến đi con, nó hồ biến. Sao? Oh, balloon. Balloon đâu? Balloon, stay over there, balloon. Baby boo. Ba đi da 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 đi da. Rồi con làm coi. Con làm cho cô chú coi rồi. Bi da bi da bi da bi da bu đi bu đi đi. Làm sao làm sao làm sao làm thích thắc làm sao? Con làm cho cái mặt con á. Bi da bi da bi da bi da bu đi bu đi. À à.